Tôi chưa từng thấy huấn luyện viên nào dữ dằn như Chua Trong một chia sẻ với truyền thông Nhật Bản, tiền đạo Nguyễn Công Phượng có những nhận xét về huấn luyện viên Chua Trong sự nghiệp của mình, tôi chưa từng gặp huấn luyện viên nào mạnh mẽ và dữ dằn như huấn luyện viên Chúa xưa. Sponichi Nhật Bản dẫn lời chia sẻ của Công Phượng. Niềm đam mê của ông ấy với công việc là không hề thay đổi. Tôi nghĩ khi nhìn vào thái độ làm việc quyết liệt của Chua Siêu, tôi thấy người Nhật đã nói đúng về ông ấy. Đôi khi chúng tôi học gần 2 tiếng, và ngay cả lúc ra sân, chúng tôi cũng nói chuyện rất lâu. Trong những năm qua, Công Phượng là gương mặt quen thuộc của tuyển Việt Nam, tính từ khi được triệu tập lên các đội tuyển quốc gia. Tiền đạo sinh năm 95 làm việc với bốn đời huấn luyện viên gồm Tosia Miura, Nguyễn Hữu Thắng, Park Hang Seo và Chulisio. Khác với thời đỉnh cao sự nghiệp, Công Phượng không còn giữ được phong độ như trước khi chuyển đến thi đấu ở Nhật Bản. Qua đây, Công Phượng cũng chia sẻ về sự khác biệt giữa hai ông thầy anh được làm việc ở tuyển Việt Nam là Park Hang Seo và Chulisio. Với ông Park, sự chú trọng được đặt vào hàng thủ và có rất nhiều bài tập phòng ngự được thực hiện trong thực tế. Tuy nhiên, sau khi tiếp quản vị trí huấn luyện viên, ông Chester đã áp dụng sơ đồ 343 cơ bản. Hệ thống này được triển khai với phương châm kiểm soát bóng. Chúng tôi có thể tạo ra các trận đấu chất lượng cao với các đội cùng trình độ, nhưng khi chúng tôi dâng quá nhiều lên phía trước thì sẽ xuất hiện vấn đề ở phía sau. Công Phượng từng được huấn luyện viên Chester triệu tập trong hai đợt tập trung hồi tháng 6 và tháng 9 năm 2023. Tiền đạo này chính là người mở tỷ số giúp tuyển Việt Nam thắng tuyển Palestine hay không? Tuy nhiên, việc chỉ ra sân vòn vẹn 2 phút trong màu áo Yokohama FC trong cả năm 2023, khiến tiền đạo không được huấn luyện viên Trusser điền tên vào danh sách tham dự Asian Cup 2023. Chia sẻ về việc này, công phượng thẳng thắn bày tỏ, tôi không biết mọi người xung quanh nghĩ gì, nhưng tôi nghĩ tất cả những gì Trusser đã làm cho thấy niềm đam mê bóng đá của ông ấy. Vì vậy, tôi không có ấn tượng xấu về ông ấy. Sau khi Yokohama FC xuống hạng J-League 2, Công Phượng không về nước mà tiếp tục gia hạn hợp đồng một năm với đội bóng Nhật Bản. Nếu được ra sân nhiều hơn và thể hiện tốt, Công Phượng vẫn có thể được huấn luyện viên Trusser gọi trở lại đội tuyển Việt Nam. Bầu Đức và chuyên gia nói thẳng về huấn luyện viên Trusser. Sau thất bại trước Indonesia ở lượt trận thứ hai bảng D và bị loại khỏi Asian Cup, huấn luyện viên Trusser nhận về nhiều chỉ trích từ phía người hâm mộ và giới truyền thông. Nhiều người cho rằng Chiến lược gia người Pháp là nguyên nhân dẫn đến thất bại của tuyển Việt Nam vì quá tin cầu thủ trẻ non kinh nghiệm, trong khi những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Hùng Dũng, Văn Thanh, Tấn Tài hay Văn Toàn phải ngồi dự bị. Chúng ta không nên phán xét bởi đó là việc của huấn luyện viên trưởng. Tôi chỉ đưa ra nhận định, phân tích dựa vào tình huống trong trận đấu, không thể đánh giá huấn luyện viên đúng hay sai được. Việc ông Chúa Sơ dùng cầu thủ nào thì cũng đã có sự suy tính. Trong một cuộc chơi thì sự tính toán có thể đúng có thể sai và các cầu thủ có thực hiện được hay không lại là chuyện khác. Nếu ở trận gặp Indonesia các cầu thủ trẻ đá tốt và tuyển Việt Nam thắng thì lại khác. Tôi cho rằng mấu chốt cơ bản nhất của tuyển Việt Nam là vấn đề thể lực. Hầu như các vị trí chủ chốt đều chơi không đạt yêu cầu, ông Phan Anh Tú chia sẻ. Chia sẻ với truyền thông trong nước, ông chủ của đội bóng Hoàng Anh Gia Lai, Bầu Đức, cho rằng bóng đá có thắng có thua nhưng thua Indonesia và bị loại sớm, thì huấn luyện viên Chuyết Sơ chắc chắn chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam. Trận thua Indonesia không chỉ thất vọng với kết quả, mà điều đáng lo nhất là cách thua và sử dụng con người không đúng. Nhiều cầu thủ giỏi phải dự bị. Chưa bao giờ tôi thấy Việt Nam đá với Indonesia mà bị lép về đến như vậy. Đá bế tắc lắm, xem không có cửa thắng. Nói sòng phẳng là vậy. Chúng ta có lối chơi không bằng họ, thiếu kết dính, thiếu ý tưởng tấn công, sự phản kháng yếu ớt hơn họ. Không bản lĩnh bằng họ do để các cầu thủ tốt nhất như Hùng Dũng, Hồ Tuấn Tài, Văn Thanh, Văn Toàn, Duy Mạnh ngồi dự bị. Theo lịch ngày 24 tháng 1, tuyển Việt Nam sẽ đá trận cuối tại Asian Cup 2023 gặp Iraq. Tội đồ của đội tuyển Việt Nam bị tấn công, cổ động viên Indo mỉa mai thầy trò huấn luyện viên sau sai lầm cá nhân khiến tuyển Việt Nam chịu phạt đền dẫn đến bàn thua duy nhất ở trận gặp Indonesia, trung vệ Nguyễn Thanh Bình vấp phải làn sóng chỉ trích lớn từ người hâm mộ. Rất nhiều cổ động viên quá khích đã tấn công trang cá nhân của Thanh Bình với những lời lẽ gay gắt. Một cầu thủ khác là tiền đạo Lê Thanh Bình của Thanh Hóa cũng bị vạ lây mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nói về Thanh Bình, huấn luyện viên Chuyết Sơ cho biết, trong thời gian giữa giờ tôi có trao đổi riêng với Thanh Bình và Việt Anh là làm thế nào để truy cản các tình huống triển khai tấn công. Hiệp 2 Thanh Bình đã dám chơi, dám đương đầu, cậu ấy đã vượt qua giới hạn. Thanh Bình có chuyên môn nhưng luôn có chút gì đó ngại ngùng rụt rè. Sau trận tôi còn nói chuyện riêng với Thanh Bình, tôi không trách mắng gì, họ đã chơi tốt gần như cả trận. Chiến thắng của đội nhà trước đội tuyển Việt Nam khiến các cổ động viên Indonesia hết sức phấn khích. Một người hâm mộ đất nước vạn đảo cho hay hãy sớm diễn ra trận đấu giữa Indonesia và Nhật Bản. Indonesia cần một đối thủ xứng tầm hơn. Nhà vua mang tên Indonesia đã trở lại hoặc Indonesia vẫn khiêm tốn. Chúng tôi chứng minh rằng chúng tôi đã bị đánh giá quá thấp khi Asian Cup bắt đầu. Nhiều cổ động viên cho rằng những chiến binh sao vàng đã yếu đi trông thấy sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo. Một tài khoản bình luận không có huấn luyện viên Park thì đội tuyển Việt Nam chỉ ngang trình độ Campuchia. Chiến lược gia của đội tuyển Indonesia, huấn luyện viên Shin Tae Yang, tỏ ra hết sức vui mừng sau chiến thắng trước tuyển Việt Nam tối 19 tháng 1. Ông nói hai đội đều cố gắng hết sức nên trận cầu hôm nay thật sự hay, chất lượng. Indonesia may mắn hơn một chút và đã thắng. Chúng tôi cảm ơn sự cổ vũ của cổ động viên để đội làm nên màn trình diễn tuyệt vời. Đội hình Indonesia rất trẻ, trung bình 24,8 tuổi, trẻ hơn cả Việt Nam nên họ còn thiếu kinh nghiệm. Trong cơn hưng phấn khi dẫn bàn, các cầu thủ trẻ có thể sẽ muốn nâng tỷ số, muốn thắng đậm hơn. Đó là những điều tôi không thể kiểm soát từ ngoài sân. Vì vậy tôi phải điều chỉnh lối chơi theo cách khác đi ở hiệp 2 và cũng là để thích ứng với những thay đổi chiến thuật của Việt Nam. Hôm nay các cầu thủ của tôi đã thể hiện tốt, mạnh mẽ hơn các trận đấu trước. Huấn luyện viên Cynthia Yang đánh giá thêm, phát biểu sau trận thua của tuyển Việt Nam trước Indonesia, huấn luyện viên cho hay: "Tôi rất thất vọng vì thua trận, kết quả hôm nay khiến đội không thể đi tiếp, nhưng còn trận cuối tuyển Việt Nam vẫn phải chiến đấu vì mục tiêu 3 điểm. Chúng tôi không được phép từ bỏ, phải chiến đấu trong mọi hoàn cảnh. Tôi hài lòng về hiệp 2, nhất là tinh thần cầu thủ. Nhận xét về Indonesia, chiến lược gia người Pháp cho biết: "Chúng tôi không thể so sánh với những trận trước, đội tuyển Indonesia đã khác với Indonesia mà chúng tôi đã đối đầu ở AFF Cup 2CM Rõ ràng đây là một trận đấu khó" khăn. Khăn. Tuyển Indonesia sở hữu một đội hình chất lượng khác Indonesia đá ở các giải trước. Họ có sự bổ sung những cầu thủ nhập tịch. Trận này khó khăn hơn so với trước đây. Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã có bài viết đánh giá về màn trình diễn của tuyển Việt Nam và Indonesia trong màn đối đầu ngày 19 tháng 1. Đội tuyển Indonesia đã thổi sức sống mới vào cuộc cạnh tranh ở bảng D vòng chung kết Asian Cup 2024 sau khi vượt qua tuyển Việt Nam với tỷ số 1-0 tại sân vận động Abdullah bin Khalifa. Nhiều quả phạt đến trong hiệp 1 của Asnawi, Mangkualam, Chiến thắng đã đưa Indonesia lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, bằng điểm với Nhật Bản. AFC nhấn mạnh, Garuda đã kết thúc chuỗi 6 trận không thắng trước đối thủ Đông Nam Á là Việt Nam, đội mà hy vọng đi tiếp đã bị ảnh hưởng nặng nề. Indonesia cần một kết quả tốt nữa trước Nhật Bản ở lượt trận cuối để đi tiếp. Trong khi Việt Nam sẽ thi đấu đầy tự hào trước Iraq, đội đã vốn đủ điều kiện vào vòng 1 trên 8. Sau thất bại cay đắng, huấn luyện viên Chuyết Sư có thể mất việc vì tuyển Indonesia. Sau thất bại 0-1 trước Indonesia đêm 19 tháng 1, dẫn tới việc bị loại sớm khỏi vòng chung kết Asian Cup 2023. Dù còn một trận chưa đấu tại bảng D, huấn luyện viên Chuyết đang chịu không ít tranh cãi, có không ít ý kiến muốn thay huấn luyện viên khác dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên vào ngày 20 tháng 1, các lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã động viên an ủi, thầy trò huấn luyện viên Chua Sờ cũng như khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ hỗ trợ ông thầy người Pháp. Điều đó nhưng ngầm khẳng định sẽ không có chuyện huấn luyện viên Chua Sờ phải mất việc vì thất bại tại Asian Cup 2023. Điều này thực tế rất hợp lý, triết lý chơi bóng mới mà ông Chua Sờ áp dụng cho tuyển Việt Nam là kiểm soát tấn công cũng như quá trình trẻ hóa mạnh mẽ. Thời gian qua ít nhiều cho thấy những điểm sáng. Như bình luận viên Quang Huy thậm chí còn cho rằng thay vì đòi ông Chuất từ chức, cả nền bóng đá Việt Nam cần trung tay để ủng hộ chiến lược gia này, ủng hộ sách lược phát triển mới của đội tuyển quốc gia. Đây là một hướng đi đúng nhưng để nó hiệu quả, những gì ông Chúa Sơ đã làm với tuyển Việt Nam, cả nền bóng đá nên dịch chuyển theo như vậy. Khi chúng ta thừa nhận ông ấy đẳng cấp thì nên hỗ trợ. Tuy nhiên, lý thuyết nào dù đẹp đẽ cách mấy cũng cần có điểm tựa là thành công trong thực tế. Hiện tại, lý thuyết mà huấn luyện viên Chúa Sửa áp dụng có thể tạm thời được giảm sóc vì mới trong giai đoạn đầu. Vòng chung kết Asian Cup 2023 là một trong hai nhiệm vụ chính VFF giao cho huấn luyện viên Chúa Sửa. Nhiệm vụ ấy đã đổ bể theo cách rất cay đắng, nên bỏ qua cho chiến lược gia người Pháp lần này có lẽ cũng là một giới hạn quan trọng của bóng đá Việt Nam. Sau ấy sẽ rất khó có thêm những sự du di cho huấn luyện viên Chúa Sửa. Nhiệm vụ thứ hai mà VFF giao cho huấn luyện viên Chúa Sơ là vòng loại thứ hai World Cup 2023, nơi chúng ta mong đoạt vé đi tiếp. Ở bảng F, Việt Nam sẽ đối đầu Iraq, Indonesia và Philippines. Với việc mỗi bảng có hai suất đi tiếp, Indonesia trở thành địch thủ mấu chốt để Việt Nam tìm kiếm cơ hội lọt vào vòng loại cuối khu vực châu Á và cuộc chiến với Indonesia tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khả năng sẽ rất nhanh ngã ngũ bởi hai cuộc đối đầu của đôi bên sẽ lần lượt diễn ra ngày 21 và 26 tháng 3 tới. Nói về việc sắp tái ngộ Indonesia tại vòng loại World Cup, huấn luyện viên Phạm Minh Đức đã tỏ ra lo lắng. Indonesia chơi rất rắn và đấy sẽ là điều khiến huấn luyện viên Tuyết phải đau đầu trong các lần tái ngộ tới. Bình luận viên Quang Huy cũng cho rằng Indonesia lúc này rất mạnh và trở thành mối lo lớn cho tuyển Việt Nam thực tế là indonesia đã thành một khối thống nhất các cầu thủ về từ châu âu của họ chưa phải đẳng cấp lắm đâu chưa thật sự đặc sắc nhưng cũng biết đá biết chơi hợp lý đúng chỗ với sức vóc của khu vực đông nam á thì chỉ cần gặp những cầu thủ kiểu vậy đã mệt rồi nếu tuyển Việt Nam thất bại liền hai trận trước Indonesia vào tháng 3 tới, khả năng đi tiếp ở vòng loại World Cup 2026 là rất thấp. Khi đó, huấn luyện viên Chua Sơ không chỉ gây thất vọng trực tiếp về kết quả trận đấu, mà còn thất bại trong cả hai nhiệm vụ lớn VFF giao phó. Chuyện ông thầy người Pháp mất ghế rất dễ xảy ra. Từ nay tới tháng 3 không dài cũng không ngắn, huấn luyện viên Chua Sơ sẽ phải tìm mọi cách để tuyển Việt Nam tiến bộ hơn, đặc biệt là tìm cách để trả món nợ với Indonesia, hòng bảo toàn vững chắc chỗ đứng của mình huấn luyện viên chester từ chức sau trận thua indonesia Tối 19 tháng 1, tuyển Việt Nam để thua sát nút 0-1 trước Indonesia tại lượt trận thứ hai bảng D, Asian Cup. Thất bại này khiến tuyển Việt Nam bị loại khỏi Asian Cup 2023, dù vẫn còn một trận chưa đá. Dù vậy, phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, huấn luyện viên Chester vẫn hết lời khen ngợi, màn trình diễn của các học trò. Tôi hài lòng về hiệp 2, nhất là tinh thần thi đấu. Các cầu thủ chiến đấu không ngừng dù bị đối thủ ghi bàn ở một tình huống phạt đền. Họ nỗ lực tìm kiếm bàn thắng và hết mình trong các tình huống bị phản công để duy trì sự cân bằng cho hàng thủ. Dù thua, một số cầu thủ đã thể Thể hiện tốt vượt ngưỡng đây là điểm mà tôi ghi nhận huấn luyện viên chưa sửa nói ngay sau tiếng còi khai cuộc Indonesia đã tràn quân lên đánh phủ đầu khiến hàng phòng ngự tuyển Việt Nam lúng túng dù tạo ra được khá nhiều cơ hội ăn bàn nhưng mãi đến phút 42 đội bóng xứ Vạn đảo mới tìm được bàn khai thông thế bế tắc nhờ công của Asnawi trên chấm 11m sang hiệp hai tuyển Việt Nam đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ và tạo ra được khá nhiều cơ hội nhưng không tận dụng thành công. Dù sớm bị loại, huấn luyện viên Chuyết Sờ tuyên bố toàn đội vẫn sẽ chơi hết khả năng ở lượt trận cuối. Tôi thất vọng vì đội thua trận. Kết quả hôm nay khiến đội không thể đi tiếp, nhưng chúng tôi vẫn chiến đấu với mục tiêu 3 điểm ở lượt cuối. Toàn đội không được phép từ bỏ. Ông Chuyết Sờ nhấn mạnh, theo lịch ngày 24 tháng 1 tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Iraq ở lượt trận cuối bảng D Asian Cup 2023.